Cường xin chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với kênh Kiến Trúc HCG. Hiện nay Cường đang có mặt tại ngõ 178 Phố Vọng quý vị các bạn nhé. Thì là mình đang kiểm tra cái phần pô một cái công trình mà bên mình đang thiết kế và thi công trộn gói ở trên toàn quốc. Đây là một trong cái công trình mà bên mình đang làm. Thì quý vị và các bạn có thể thấy được rằng cái mặt tiền công trình lần này rất là rộng, là khoảng 5,5 mét nhé quý vị các bạn nhé. Đây, công trình đang lên tầng 2 phần pô. Đó, thì nhìn bên dưới thôi chúng ta đã thấy được công trình rất là đẹp và chuẩn rồi. Thì đây, trong cái video ngày hôm nay thì là Cường cũng xin phép luôn cho quý vị chia sẻ cho quý vị các bạn là cái công trình này nó rất là hay ở cái chỗ là tầng 1 thì là cái lưới cột ở bên dưới, nhưng mà tầng 2 thì là cái cột nó nằm ở bên trên và nó nằm lệch tâm như quý vị các bạn nhé, để mở rộng cái không gian của công trình. Thì tẹo nữa thì Cường xin phép và sẽ chia sẻ sâu cho quý vị và các bạn hơn ở trong cái video. Thế còn là đây là cái phần thô, thì là phía dưới này là chúng ta đang có cái tời lên để tời gạch lên đó. Thì là nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là nhanh hơn về vận chuyển cái vật tư và an toàn hơn trong quá trình mà chúng ta vận chuyển vật tư vật liệu cho công trình đó nha quý vị và các bạn. Còn phần bên dưới này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Đối với các bạn nào mà nhà có cái phần ngõ ở bên hông bên này này, thì quý vị và các bạn có thể là tận dụng để đây nhé quý vị và các bạn nhé, để tận dụng để lấy thông gió cũng như là làm cái phần bên kia để chúng ta có được cái công trình nó tốt hơn. Cường quay trực tiếp nên là nó sẽ rất là ồn, các bạn thông cảm cho Cường nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bên trong. Dàn giáo của mình sử dụng chủ yếu ở đây đó là cả khung sắt nhé quý vị các bạn. Đây toàn bộ khung sắt và phủ kim đó, rất là rộng, công trình thi công trộn gói mà. Các bạn nào mà muốn thi công trộn gói công trình ở trên toàn quốc, các bạn hãy liên hệ ngay với Cường. Đó, đây công trình thì không gian tầng 1 này thì là bên mình thì chủ yếu là sử dụng là để làm thành không gian để trưng bán hàng đó, công trình của bán hàng. Để đi vào bên trong, tối quá các bạn ạ. Để vào bên trong thì đây là cái khoang này, là ô này là để ô thang máy này. Ok, đây ô thang máy đây. Bây giờ các bác đang lắp cốt pha thì chúng ta cứ lên để xem cái hình nào. Đó, ok, đây là cái phần thang lên. Thang lên thì là bảng này là bảng 1 mét này, lối lên nên là cái lối ra đằng sau đó, đây, lối ra đằng sau, chỗ kia là khu vực vệ sinh. Đấy thì là thang lên như này rất là thoải mái cho cái công trình của mình. Là Cường xin phép là sẽ lên bên trên như quý vị các bạn nhé. Đây là cái không gian ở trên tầng 2 như quý vị các bạn nhé, không gian rất là rộng. Các bác thợ đang làm cái khu khung xương đúng không ạ, để chúng ta cốt pha đó. Thì chúng ta lấy cốt mức bộ thăng bằng kia, bắt đầu chúng ta ghép cốt pha để làm dầm đó. Thì tường tiếp xây thì rất là chuẩn như quý vị các bạn nhé. Như lúc nãy Cường đã có chia sẻ với các bạn ấy, thì là cái phần này này là cái cột nó ra bên ngoài đây này, cái hàng cột nó nằm ở phần bên dưới, nó nằm chỗ này. Nhưng mà bây giờ lên trên thì nó đã đẩy ra ngoài để tăng được cái diện tích cho cái không gian của công trình. Đây là một trong những giải pháp rất hay cho gia chủ các bạn nhé. Đây là cái bộ hồ sơ bản vẽ cái không gian của cái công trình đó. Đây là công ty, là hồ sơ là của mình, bên mình nhé quý vị các bạn nhé. Đây công ty cổ phần Kiến Trúc HCG đó, đó. Đây là hình thức công trình này. Ở bên trên này thì nó hơi ồn một chút thì các bạn thông cảm cho Cường. Đó, các bản vẽ đều có đóng dấu của công ty. Đó, rất là dày, các phần bản vẽ, cả phần kết cấu rất là chi tiết các bạn nhé. Đó, ok. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thi công trộn gói tại các công trình ở trên toàn quốc thì quý vị các bạn hãy liên hệ ngay với Kiến Trúc HCG có số điện thoại là 0988 799 32, thì là Cường sẽ là trực tiếp mà tư vấn hay là thi công cho quý vị các bạn là có cái công trình nó tốt nhất, chất lượng nhất trên toàn quốc quý vị các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào lại quý vị các bạn những video tiếp theo.